tử vi thứ hai ngày 5 tháng 12 năm 2022 của 12 con giáp tức ngày 12 tháng 11 năm 2022 âm lịch ngày nhâm thìn tháng nhâm tý năm nhâm dần. Xung ngày, bính tất, giáp tất, bính dần xung tháng, giáp ngọ, canh ngọ. Bính tất, bính thìn. Thứ hai này con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương. Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng, để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tuổi tí ngày 5 tháng 12 năm 2022 người tuổi tí sẽ trải qua một ngày làm việc vô cùng thuận lợi nhờ có sự phù trợ của tam hợp. Dường như mọi thành công đều nằm ngay trong tầm tay bạn, chỉ là bạn có quyết tâm vươn tay nắm bắt hay không mà thôi ngoài ra bạn còn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ đến từ đồng nghiệp xung quanh vì thế đừng ngại đối diện với khó khăn thách thức nhé hơn nữa những khó khăn xuất hiện cũng sẽ góp phần giúp bạn rèn luyện bản thân trở thành người xuất sắc hơn tuy nhiên thổ khắc thủy cho thấy bạn đang quá thờ ơ với các thành viên trong gia đình mình bạn thích dành thời gian để giải trí hoặc tập trung cho sự nghiệp hơn là ở cạnh bên người thân. Điều ấy khiến cho tình cảm giữa mọi người trở nên lạnh nhạt. Giờ tốt 15 giờ 17 giờ màu sắc cắt tường, trắng, xanh dương quý nhân phù trợ, sửu, thìn, thân. 2. Tuổi Sửu ngày 5 tháng 12 năm 2022 chịu tác động của cục diện tương phá, người tuổi Sửu cần phải tự nhắc nhở bản thân vượt lên nghịch cảnh, cho dù xung quanh bạn không có ai giúp đỡ đi chăng nữa. Bởi nếu từ bỏ vào giờ phút này thì mọi công sức của bạn sẽ đổ sông đổ bể. Trong ngày thứ hai, kẻ xấu cũng sẽ luôn rình rập xung quanh, tìm cơ hội để hạ bệ bạn. Đặc biệt nếu bạn là người có quyền cao chức trọng, vì thế ở vị trí càng cao bạn càng phải cẩn trọng mọi việc không thể làm mọi việc theo cảm tính của mình nếu có ý định xuất hành vào ngày thứ hai này bạn nên đi về hướng nam để gặp hỷ thần hoặc hướng tây để gặp tài thần như vậy bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn khi thực hiện bất cứ công việc nào đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có giờ tốt 9 giờ 11 giờ màu sắc cắt tường, nâu, cà phê quý nhân phù trợ tị, dậu, hợi. 3. Tuổi dần ngày 5 tháng 12 năm 2022 mộc khắc thổ còn khiến tuổi dần dễ nảy sinh mâu thuẫn với những thành viên trong nhà. Bạn cần phải tìm cách thuyết phục mọi người xung quanh chứ không phải là khăng khăng làm theo ý mình, thậm chí là giận dỗi, chủ động gây ra chiến tranh lạnh những người còn trẻ tuổi cần phải học cách lắng nghe nhiều hơn chớ đặt cái tôi của mình lên quá cao bạn vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm sống vì thế việc học hỏi những người đi trước không bao giờ là thừa đâu do có thực thần chiếu mệnh người tuổi dần dễ thu được khoản lời lãi lớn ngay trong ngày hôm nay nhất là khi bạn là người lao động tự do có lẽ tinh thần làm việc trách nhiệm của bạn khiến tiếng lành đồn xa nhiều người muốn hợp tác với bạn giờ tốt 17 giờ 19 giờ màu sắc cắt tường, xanh rêu. Xanh lá cây quý nhân phù trợ, ngọ tất, hợi. 4. tuổi mão ngày 5 tháng 12 năm 2022 xem tử vi chính xác nhất nhờ tam hội nâng đỡ, người tuổi mão có thể nhanh chóng chinh phục những thử thách mà bản thân đã tự đặt ra từ trước đó. Thậm chí, bạn phát hiện ra được tiềm năng của mình và tìm được những định hướng phù hợp hơn trong tương lai may mắn hơn quý nhân của bạn còn có thể xuất hiện trong ngày hôm nay và đối phương có thể là người bạn đã quen biết từ lâu hãy học hỏi những kinh nghiệm quý báu từ người đó và nếu có thể đôi bên hãy trở thành đối tượng hợp tác của nhau Mộc khắc thổ cho thấy bạn thường xuyên chút cơn nóng giận của mình lên đầu nửa kia, điều đó khiến cho mối quan hệ đôi bên ngày càng trở nên căng thẳng. Bạn cần thay đổi mình trước khi đối phương hoàn toàn thất vọng về bạn. Giờ tốt, 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường, xanh lá cây, xanh rêu quý nhân phù trợ, dần, thìn tuất. Nam Tuổi thìn ngày 5 tháng 12 năm 2022 cục diện tự hình khiến người tuổi thìn tự tin đến mức hống hách. Đặc biệt là người làm lãnh đạo, bản mệnh thường đưa ra những quyết định võ đoán. Bắt mọi người xung quanh phải răm rắp làm theo ý mình. Tuy nhiên, bạn có biết cách hành xử hiện tại sẽ khiến mọi người có ấn tượng xấu về mình hay không? Bạn không nên làm việc mà không để ý đến cảm nhận của mọi người xung quanh hãy quan sát nhiều hơn có lẽ bạn sẽ đưa ra được nhiều quyết sách đúng đắn hơn đấy trong ngày thổ vượng bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe tránh làm việc quá sức dù bạn vẫn còn trẻ tuổi đi chăng nữa nếu cơ thể có dấu hiệu cảnh báo hãy đi khám chữa ngay người cao tuổi cũng cần hạn chế vận động quá sức khiến sức khỏe tổn hại Giờ tốt 15 giờ 17 giờ màu sắc cắt tường, vàng, xám quý nhân phù trợ tí thân, dậu. 6, tuổi tị ngày 5 tháng 12 năm 2022 hỏa sinh thổ, gia đình chính là bến đỗ bình yên của người tuổi tị. Dù một ngày đi làm mệt mỏi đến mấy, chỉ cần về nhà là bạn có thể cảm thấy thư giãn ngay bạn có những người thân vô cùng quan tâm và thấu hiểu người độc thân có thể nhận được sự chú ý của đối tượng khác giới bạn có thể thử trò chuyện cởi mở với đối phương để xem hai người có hợp với nhau không chứ không nên từ chối một cách quá vội vàng đó có thể là người rất phù hợp với bạn đấy thiên tài giúp sức bản mệnh không cần phải lo đến chuyện tiền bạc người làm ăn buôn bán nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng đổ về tới tấp dù phải vất vả một chút nhưng bạn sẽ thu được một khoản đáng kể đấy. Giờ tốt 17 giờ 19 giờ màu sắc cắt tường, đỏ, hồng quý nhân phù trợ, ngọ, mùi thân. 7 tuổi ngọ ngày 5 tháng 12 năm 2022 chính tài đem đến nguồn tiền bạc dồi dào cho người tuổi ngọ bản mệnh dù làm trong ngành nghề nào đi nữa cũng nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức đã bỏ ra đó là động lực lớn lao cho bạn cụ thể người làm công ăn lương dễ được khen thưởng vì những đóng góp cho tập thể người làm ăn kinh doanh có thể nhận được tiền lãi lời từ những khoản đầu tư béo bở trước đó thậm chí bạn còn quen biết thêm được với nhiều đối tác nhiều triển vọng trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng chính bắc phía ngoài nhà kho tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc. Tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt, 3 giờ, 5 giờ màu sắc cắt tường, tím, hồng quý nhân phù trợ. Dần, mùi, tuất. 8. Tuổi mùi ngày 5 tháng 12 năm 2022 chính quan chiếu mệnh, người tuổi mùi khẳng định được vị thế của mình và có thể được cất nhắc lên một vị trí cao hơn ngay. Chính tinh thần làm việc trách nhiệm cao. Không ngại khó khăn là yếu tố giúp bạn gặt hái thành công. Nếu là người làm lãnh đạo, bạn có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn, hóa giải nhiều khó khăn còn tồn tại từ trước đó bạn cũng biết quan tâm đến nhân viên cấp dưới khiến ai cũng cảm thấy mình là người được tôn trọng xem ngày tốt xấu theo trực trực định là ngày tốt về cầu tài ký hợp đồng yến tiệc nhưng tránh kiện tụng tranh chấp chữa bệnh vì thế bản mệnh cần sắp xếp công việc để thực hiện cho đúng như vậy mới gặp được nhiều may mắn tránh những điều bất lợi giờ tốt 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường, nâu, cà phê quý nhân phù trợ, mão tị, ngọ. Mười Tuổi dậu ngày 5 tháng 12 năm 2022 tử vi 12 con giáp miễn phí nhị hợp khiến người tuổi dậu thường xuyên băn khoăn với những định hướng tương lai của mình bởi bạn không biết mình cần phải lựa chọn như thế nào mới là đúng đắn khiến mọi chuyện trở nên hanh thông hơn khi còn nhiều điều chưa chắc chắn bạn có thể tâm sự với những người đi trước giàu kinh nghiệm hơn mình bởi bạn không cần thiết phải một mình giải quyết mọi chuyện xung quanh bạn luôn có rất nhiều người giang tay giúp đỡ mà thổ sinh kim nếu còn độc thân bạn có thể được giới thiệu cho một vài đối tượng đầy triển vọng chỉ cần bạn chịu mở rộng lòng mình là có thể tìm thấy người ưng ý ngay thôi, vì thế. Đừng tiếp tục trần trừ do dự, sống trong thế giới riêng nữa nhé. Giờ tốt 9 giờ 11 giờ màu sắc cắt tường, Bạch Kim, Sám Quý Nhân phù trợ, Sửu, Thìn Tị. 10 tuổi dậu ngày 5 tháng 12 năm 2022 tử vi 12 con giáp miễn phí nhị hợp khiến người tuổi dậu thường xuyên băn khoăn với những định hướng tương lai của mình. Bởi bạn không biết mình cần phải lựa chọn như thế nào mới là đúng đắn, khiến mọi chuyện trở nên hanh thông hơn. Khi còn nhiều điều chưa chắc chắn, bạn có thể tâm sự với những người đi trước giàu kinh nghiệm hơn mình, bởi bạn không cần thiết phải một mình giải quyết mọi chuyện. Xung quanh bạn luôn có rất nhiều người giang tay giúp đỡ mà. Thổ Sinh Kim, nếu còn độc thân, bạn có thể được giới thiệu cho một vài đối tượng đầy triển vọng. Chỉ cần bạn chịu mở rộng lòng mình là có thể tìm thấy người ưng ý ngay thôi, vì thế. Đừng tiếp tục trần trừ do dự, sống trong thế giới riêng nữa nhé. Giờ tốt 9 giờ 11 giờ màu sắc cắt tường, Bạch Kim, Sám Quý Nhân phù trợ, Sửu, Thìn Tị. 11, tuổi tuất ngày 5 tháng 12 năm 2022 người tuổi tuất phải chịu ảnh hưởng lớn lao của cục diện tương xung, khiến nhiều vấn đề xảy ra liên tiếp. Có lẽ bạn cần phải bình tĩnh lại để có thể đánh giá vấn đề thấu đáo hơn, từ đó tìm ra cách thích hợp để khắc phục khó khăn trước mắt. Nếu mắc phải lỗi sai trong ngày này, bản mệnh cũng nên chủ động dũng cảm nhận lỗi việc thừa nhận lỗi sai không khiến bạn trở nên yếu kém mà chỉ khiến mọi người thêm tôn trọng bạn và sẵn sàng giúp đỡ bạn hơn mà thôi. Thổ vượng khuyên những người làm lãnh đạo cần phải hạ cái tôi cá nhân xuống để nhìn nhận vấn đề trước mắt rõ ràng và chính xác hơn. Đừng cho mình là người tài giỏi có thể nắm bắt bản chất của mọi vấn đề, đôi khi, những người cấp dưới lại nhìn ra những việc bạn không nhận ra đấy. Giờ tốt, 3 giờ, 5 giờ màu sắc cắt tường, vàng nô no, quý nhân phù trợ, dần, ngọ, thân. 12. Tuổi hợi ngày 5 tháng 12 năm 2022 hôm nay là một ngày không mấy thuận lợi với người tuổi hợi trên phương diện sự nghiệp. Do phải chịu tác động xấu của tỷ kiên. Bản mệnh dễ vướng phải tranh chấp với đồng nghiệp hoặc bạn bè của mình hãy luôn bình tĩnh khi đối diện với những bất đồng bởi càng nóng này thì mọi chuyện càng trở nên khó giải quyết hơn mà thôi đôi bên hãy cùng ngồi lại để thảo luận với nhau chắc chắn cuối cùng sẽ đi đến cách xử lý vấn đề tối ưu nhất thổ khắc thủy người tuổi hợi còn độc thân chớ nên có cái nhìn quá tiêu cực về chuyện tình cảm bạn cần phải thử cho đối phương cơ hội thì mới biết người ấy có thật lòng hoặc có phù hợp với mình hay không đừng vội đưa ra quyết định từ chối nhé. Giờ tốt 7 giờ 9 giờ màu sắc cắt tường, đen, trắng quý nhân phù trợ, dần, mão, mùi.